Sai xin trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, Dạ. chào chị. Dạ, hello, con chào hai chú với, con chào chị Minh. Hai chú với chị Minh khỏe Dạ rất khỏe luôn đó, hỏi đi rồi anh Vũ Kiểu mình sạc cho. Không khỏe sao mà làm chương trình được cô? Tôi đã nói rồi, lịch Chị sự có thừa. vâng, chị biết Nên rồi, dành cái thì giờ đó. Vũ Kiếm là nhảy ra liền đấy, ra. đấy. Nó quen nhưng mà cô cứ làm vậy cô trở thành cái thói quen. Những cái phút đó để cô đi thẳng vào trong vấn đề nó Đấy nói không? được nhiều hơn. Đấy. Dạ. Khẩy khẩy là anh Vũ Kiều, anh khiêu anh cái là anh sạc liền không đó. Ví dụ. Đó chị Vân, sao chị Vân? Dạ. Ok, để mà nói là cái chuyện vấn đề mà mẹ chồng con dâu á, thì em thấy cái đó là tùy mỗi người thôi, chứ không phải là mẹ chồng nào cũng là khắt khe với con dâu hoặc là ngược lại con dâu hay lấy. Giống như là em lập gia đình, em ở chung với cha mẹ chồng từ ngày về cho tới ngày ba chồng em mất, em vẫn ở vậy với mẹ chồng và anh chồng của em. Em chỉ ở riêng là khoảng từ 2005 cho tới bây giờ, là tại vì cái bão Katrina từ Louisiana em về tới cực này thôi, là em ở riêng thôi. Chứ trước đó là em vẫn ở với mẹ chồng em. Mà chị Minh có tưởng là nếu như rằng là em với mẹ chồng em mà đi chợ, đi ra chợ á, những người quen người ta nhìn vô người ta không nói mẹ chồng con dâu mà người ta cứ tưởng là hai mẹ con ruột. Tưởng là con gái chứ không phải là con dâu. Tại vì á, bà mẹ chồng em á coi như là con dâu á, muốn làm cái gì làm, bà không bao giờ bà chen vô cuộc sống giữa hai vợ chồng của con mình. Mà chỉ có mỗi một cái như vậy nè, em chỉ có một lần á, tại vì á cũng không lâu, thì em biết ở dưới nhà má chồng em á là cách đây cũng 2 tháng, có dưới nhà má chồng em là em gọi thì em nghe nói là bị cái sinh rửa chén á, nó bị bể ống nước, nước nó tràn, mà có mình mẹ chồng em với anh chồng em mà không biết làm sao. Thì em gọi em hỏi thì mẹ chồng em nói chứ đừng có hỏi nữa, cứ lo trong nhà con đi, ở dưới này tự biết lo. Thì em thấy buồn, em không nói gì hết, em chỉ ngồi em khóc thôi. Tới khi ông xã em đi làm về thì ông thấy, ông hỏi em tại sao như vậy, cái gì vậy, thì em mới nói. Thì cái ổng mới nói như nè, ổng nói thôi em biết phải, má má lớn tuổi rồi, má hay vậy đó, để em gọi anh nói má. Thì ổng mới gọi, ổng mới nói, ổng nói chứ má, má la gì vợ con mà hả, để nó khóc trên này kia. Bà nói chứ tao la gì, tao nói gì. Cái bà ổng mới nói chứ là má nói cái gì vậy, nó má nói từ từ, tại vì nó là cái đứa nó rất là nhạy, má nói như vậy là má nói giống như má không cần nó rồi, thành ra má tránh nó, đừng có nói với nó, đừng có nói cái gì mà nè nó lại nó hay là lớn tiếng với nó. Cái vậy đó là rồi qua ngày hôm sau hai chú với chị Minh biết, tự nhiên bà già gọi em, bà già thì nói chứ thôi con hôm qua má cũng hơi nóng, thôi má xin lỗi con nghe. Đó cái em mới nói chứ dạ thì cũng đâu có gì đâu má, thì thôi thì nó chả có gì hết. Thì từ đó là không còn cái gì nữa hết trơn hết, Vậy mà là nhờ em ở bây giờ. ông chồng đứng Yeah, ra thì giờ đó xếp là nhờ ông giỏi. chồng. Chị Vân, Dạ. tôi hỏi Dạ. thiệt chị cái này nha, đừng giận đừng buồn nha. Dạ. Xét ra chị có issue, tức là chị có vấn đề. Cách đây 2 ngày cũng là chị gọi vô, cũng cho biết là chị đó không biết làm sao bố mẹ không có hỏi han, trong khi lại săn đón hoặc là nói chuyện với lại các chị em trong nhà, bố hoặc là mẹ ở viện dưỡng lão nào mà chị cũng không biết hỏi, chị cũng không dám nói. Rồi bây giờ lại hôm nay cũng là chị nữa, cũng giận lấy mẹ nữa, là vấn đề ở nơi Không, chị. sao không? Không, không, cái này Tường Minh không đồng ý với anh Vũ Kiểm. Trong cái trường hợp này thì đương nhiên là hai người với nhau, chị em, cha mẹ, vợ chồng thì có đôi khi có những câu làm cho nhau buồn chứ không phải là giận lẫy. Thành thử ra thí dụ như bà nói cái này cái nọ thì mình để trong lòng mình buồn, nhưng mà cái này cho điểm 10 cho anh chồng nhé. Anh chồng là bước đứng ra dàn xếp. Vậy thì có thể từ đó mà suy ra là cái sự hòa thuận giữa mẹ chồng với nàng dâu là nhờ anh chồng rồi.
anh chồng bản lĩnh. Thấy trong cái trường hợp này là nhờ người chồng nói câu là thấy hai người hòa thuận với nhau rồi. Nhưng mà phần chị cũng phải nhìn lại chị chứ. Cái con người mà thì người này người kia nói câu này câu kia thì mình có quyền mình buồn chứ. Nhưng mà nếu nếu mà đây là cái kết luận của tôi này chị Vân, nếu chị không có những cái vấn đề như vậy làm sao tụi tôi có đề tài để khai thác? Ok. Rồi tụi em không có khai thác đề tài từ chị đâu chị Vân, đừng lo nhé. Bye chị. Khổ làm rồi đó cho nên cười cái nụ cười quái đản đó. Anh chú cơ chú ngồi chú làm trọng tài mà kỳ này chú né quá trời đó luôn, chú thấy hai người là chú né làm trọng tài mà sợ dân miễn thì là đúng. Sao làm trọng tài được không? Tôi mấy cái vụ này dân miễn là chết thiệt á, không phải giờ. Không, anh yên chí. Mẹ ông tấn công mà mình thì chở tấn công khách hàng nữa. Không nói thì thôi, nói cho nó rõ chuyện. Chị đừng lo chị. Chị có rất nhiều người đứng kế bên cạnh. Một anh chủ kiếm không ăn thua gì hết trơn á nha. Ok chị. Rồi cảm ơn Have chị. Have a good Friday. Dạ. Anh Vũ Kiểm tính ảnh hơi hung hăng thì ai cũng biết rồi. Mời bạn thính giả 9690. Hello, em chào Cà Phê Sáng. Dạ, mời chị. Chào chị. Chúc Cà Phê Sáng có một ngày vui vẻ nha. Dạ vâng. Em rất là cảm ơn Cà Phê Sáng có cái đề tài ngày hôm nay. Em cũng follow up với anh Vũ Kiểm, em đồng ý với anh Vũ Kiểm những cái gì ngày hôm nay á, anh Vũ Kiểm nói em rất là thích. Nói lại cái đề tài của theo như lời chị Tùng Minh nói là mẹ chồng, nàng dâu, mới lại giống như mình follow up với cái chú Viên à, chú Phương hay Viên gì không rồi mà mình nói, mà để đến giờ chú rất là theo cũng còn thấy phải gây rứt không. Với em á thì em gọi cái đề tài nó hơi sai sai một chút là tại vì em chưa có chồng. Cho nên á em thấy trong gia đình em thì có 4 anh em trai mà có 4 nàng dâu của trong gia đình rồi. Và có tất cả mọi người là có rể hết trừ em thôi. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay á mà một người mẹ chồng để cho một người con dâu buồn, hoặc là một người con dâu để cho người mẹ chồng buồn, thì em nghĩ người chồng ở giữa rất buồn, rất buồn. Nhưng nếu mà cái người con dâu á, mà để cho người chồng phải đứng ở giữa như vậy, thì em nghĩ là em lấy cái người mà em thích anh Kiểm, em lấy anh Kiểm làm ví dụ, anh Kiểm đứng buồn em ha. Tự nhiên. Giống như anh Kiểm mà có một người vợ mà anh Kiểm đứng lùi ở đằng sau để cho mẹ chồng với con dâu đấu khẩu, rồi mình gây rất buồn như vậy, thì chắc trường hợp đó không xảy ra nơi anh. Dĩ nhiên tôi sẽ không để cho cái chuyện đó xảy ra ngay từ đầu. Cái người ngày hôm nay, cho dù mình có yêu vợ mình tới mức nào, và mình có yêu mẹ mình tới mức nào, thì cái người vợ đó, theo luật người vợ thì cũng nghĩ rằng không có người mẹ này thì không có được ông chồng cho mình. Mà ông chồng mình hôm nay đau khổ như vậy, thì người mẹ mình sẽ phải đau khổ nhiều hơn là ông chồng. Rồi tóm lại em hiểu ý chị rồi, mình ngắn gọn nè. Tóm lại cái ý của chị là trách nhiệm ở nàng dâu. Nàng dâu không có nghĩ tới cái ơn sinh thành của bà mẹ, không có chịu nhịn. Không, em theo sự dung hòa đó. Tại vì người mẹ nghĩ rằng tao sanh ra mày cho nên mày phải như vậy. Rồi người dâu nói là ông lấy tôi cũng phải bỏ hết thời gian cho ông cũng phải cho tôi. Còn người em thấy người chồng khó xử cho nên em ăn thua, đừng để cho như vậy á, thì không bỏ bên nào được, thì người mẹ chịu khó bước lùi một bước và người con bước lùi một bước, nhưng mà người trách nhiệm nhiều nhất vẫn là người đàn bà á chị Minh, em nghĩ hai ba lần nữa, tới hai ba lần bà mẹ với bà con. Không, người đàn bà là người là bà con á, bà con đó. Thì đó tụi mình tóm lại cái ý của chị rồi, nghe chị nói là cái hơi là tụi mình hiểu rồi. Dạ, trách nhiệm của người dâu phải lùi bước, phải nhịn để cho nó im, để cho ông chồng mình vui, chứ không phải cho mẹ vui. Thì bà giống như thế đúng không? Em giống như mai mốt con mình nó cũng đối xử với mình như vậy. Sống thôi. Chung với lũ thì lại có người lại bắt bẻ, phải nhịn là sống chung với lũ rồi. Chỉ gọi mẹ vợ bằng lũ thì không men. Chứ lũ đó nhiều nghĩa lắm. Chứ lũ đó vừa là lục và vừa là một tiếng quầy. Hết sức là sách mẻ. Đừng hiểu nghĩa khác. Ai hiểu nghĩa khác ráng chịu. Mình không có ý cái nghĩa kia. Giống như má em là ở chung với con dâu không á.
Thì phải nhịn. Ở hết dâu này qua dâu khác, chưa bao giờ ở với con gái. Cho nên em cảm ơn là theo em thấy là... lấy trong gia đình mấy em ra. Đó là nhắn nhủ cho mấy chị dâu dạ. đó, bốn chị dâu đó liệu mà nhịn nhau. Không, dâu của gia đình em rất là dễ thương. Dâu bốn ngọt đúng không? Em, không phải dâu chua đúng rất không? Rất là dễ thương. Rồi. Không gì là lắm chị. Dâu ngọt thì đó, nói dâu ngọt không chịu. Dạ. Dâu ngọt. Không phải dâu rừng. Nhưng mà người ta ngọt như vậy thì cũng ăn thua mình nữa đó chị. Chứ không phải là người ta ngọt mà mình cứ tranh thì làm sao người ta ngọt được. Thì đấy. Mình cũng ngọt thì người ta biết ngọt thôi. Nhưng mà trách nhiệm chính em cảm ơn dâu đúng không? Em nói như vậy á không biết. Dạ thì em nghĩ là người con dâu thì đừng có coi thường chồng mình quá và cũng đừng coi thường vợ mình. Theo em như cái chú đó thì cái đó đủ rồi, không lan man thêm qua những cái khác nữa. Cái điểm chính muốn tìm hiểu ở đây từ bên nào để xảy ra những cái việc hụp hạc như vậy. Dạ. Nếu mà im thấm này kia cái nọ giống như là anh Vũ Kiếm đấy, rồi rễ hiền dâu thảo mẹ chồng biết điều thì cái chuyện đó là bơ phịch rồi, để qua một bên phía bên kia. Và tôi khẳng định dạ. người chồng không có cái yếu tố nào trong cái chuyện mà nàng người dâu chồng mẹ đứng chồng ngoài cuộc. Đúng rồi, người chồng là ngoài cuộc đúng. Nếu mà người chồng mà ngoài cuộc trong trường hợp chị Vân là xong rồi, người chồng nhờ người chồng involve vô trong cái vấn đề đó nên gia đình nó im ấm đấy, thấy chưa? Thôi mời một thính giả kế tiếp. 8921. Ok, chú Hải đây. Xin chào cà phê sáng. Dạ bà chào anh Hải. Anh một điểm là anh cảm cơ chị tụi mình. Thì tôi thật khi ở hôm nay cái đề tài mẹ chồng và nàng dâu nó tóm tắt đó, tôi xin lỗi mà nói cho chị tụi tôi nói chuyện không lại, không ai nói chuyện lại thì mình chỉ là một luật sư từ Việt Nam ở tên này, cái gì chị nói cũng dẫn được trôi chảy hết, cho nên tất cả không nói lại chị đâu. Cho nên bây giờ tôi khẳng định là mẹ chồng và nàng dâu đi. Bây giờ chị nói rằng cho trường hợp là sống với mẹ chồng, sống chung như một lũ. Tôi thấy chị nói... Không có chữ bộn ở trong đó nha. Không có chữ bộn. Thêm chữ bộn vô đó là nó sai hoàn toàn nha chú Hải. Dạ. Chú Hải ơi. Một lũ khác với lũ gì? Anh Hải ơi. Chú Hải. Chỉnh lại cái đồ nghe trợ phụ tai đi chú. Thêm chữ đó vô là nặng nề lắm. Lũ đây là lũ lụt. Lũ đây là lũ đây là cái dòng bên Việt Nam người ta hay nói đó. Dạ, lũ đây là lụt. Trách nhiệm của nàng dâu là phải nhịn, dù cho dù cái chuyện gì đi nữa thì phải nhịn. Bây giờ chị tôi mới nói xin lỗi chị, tôi nói chị rồi. Chị làm dâu với mẹ chồng nó không được ổn thỏa với nhau, hòa đồng nhau. Dầu sao chị là một người, chị là một cô dâu, chị cũng phải nhịn cho mẹ chồng. Đó, thì nhịn. À, mẹ nói không nhịn đâu, nhịn. Mà cứ xung đột với hòa như vậy đó. Thì chị nói là sống chung như lũ như vậy đó, chị thấy là câu nói đó tôi không đồng ý. Tôi lý do bây giờ chị với mẹ chồng không đồng ý, tôi làm người chồng đứng chính giữa, tôi chỉ là tôi không bao giờ tôi nói gì ai nếu hết. Như tôi mà người phụ nữ á, người con dâu á, người dâu đó mà coi như là có cái quan niệm như vậy rồi, coi như là tất cả mình thấy cái chuyện đó là quen rồi, mình sống riết là mình quen, mình nhịn thì nó sẽ không có cái chuyện gì xảy ra hết đó, cái ý là như vậy nha. Bây giờ tôi nói thật cái chị á, bây giờ giữ mẹ chồng và nàng dâu dù có sai trái thì tôi là một người chồng đứng kẻ giữa thì dứt khoát tôi không giờ tôi nói vậy, tối lại tôi nói nàng nghĩa tôi phải ăn tỉ với vợ. Nếu tôi, như mà vợ tôi mình với mới... vợ tôi phải nên làm sao đối xử với mẹ chồng như thế nào, và đồng thời mẹ chồng đã lớn tuổi rồi nó không được sự mà bình tĩnh, cho nên được xảy ra những câu chuyện đó chống xu là kèo thân thật, cho nên gán nhịn nhục. Thì chú có khuyên bà vợ là chú đã involve rồi. Chú về chú hả nhỏ nhẹ thủ thỉ bà vợ là chú đã involve vô cái chuyện này rồi, chứ đâu đứng ngoài cuộc đâu. Như chú Hải là chú không thích những sống như vậy, là như sống như lũ. Như vậy là chú Hải không có thích những câu nói sống như lũ. Rồi thì chú có quyền không thích. Chú Hải. Chú có quyền không thích, chú có quyền nói lên ý kiến của chú. Tôi nói vậy thôi. Rồi cảm ơn chú nha. Mời một thính giả kế tiếp. Hello. Dạ mời chị. Dạ đúng chị rồi đó. Dạ. Dạ xin chào ba vị cà phê sáng. Đề tài hôm nay thì theo tôi nghĩ là do cả ba người, nhưng mà cái quan trọng nhất là người mẹ chồng. Nếu một người mẹ chồng mà thương yêu con mình, thương yêu con dâu mình thì đương nhiên là như con dâu nó cũng thương mình.
Còn nếu mà cái người mẹ chồng mà xét nét một tí cái gì he, cũng mang ra nói một tí cái gì cũng khó chịu, thì không có người con dâu nào mà họ chịu nổi. Mà thứ nhất nữa, thứ gì nữa là người, chính người con dâu, nếu người con dâu khôn khéo ra thì cũng không có để cho mẹ chồng với mình phải xích mích. Còn quan trọng của cái người chồng á, là ngay từ lúc ban đầu, như chính bản thân tôi khi mà về làm dâu á, thì tôi nghĩ là mẹ chồng có nói với này chồng tôi là về nói với tôi, cho nên anh nói với tôi là tánh của mẹ anh á, thì là hay nói à, nhưng mà cái miệng thì nói vậy thôi chứ còn cái bụng dạ không có gì. Thì nếu mà mẹ có nói lớn á, thì em cũng đừng có nghĩ cái gì. Thì tôi ngay từ cái lúc đầu đó đó, thì tôi không có, khi mà mẹ tôi á có la lối om sòm á, thì á, tôi cũng im, tôi không có nghĩ là mẹ tôi nói xéo tôi. Dạ yeah. Nhiều khi á, bà la con gái của bà, nhưng mà nhiều khi người con dâu á, nhạy cảm á, thì lại nghĩ là chắc là nói xấu mình. Nhưng mà nhờ cái người chồng đã nói trước với mình là cái tính của mẹ mình như vậy, cho nên là mình cho qua. Thành ra là không có nghĩ cái gì hết. Cho nên là theo tôi nghĩ đó là cả ba người, mà quan trọng nhất là người mẹ chồng. Nếu mà người mẹ chồng nghĩ rằng mình á, cũng là phận làm dâu, thì bây giờ nếu mà mình thương á, con dâu của mình á, thì đương nhiên là nó cũng thương mình. Còn nếu mà mình khó khăn quá thì nhiều khi nó không nói ra, nhưng mà trong lòng nó cũng xa mình ra, nó cũng không có gần gũi gì với mình. Như tôi có ba người con dâu, tôi đối xử rất là đàng hoàng. Cho nên là ba đứa con dâu, đứa nào nó cũng thương tôi hết, là vì mình thương nó. Thì nó thương mình, cũng vậy thôi. Mình chiến bỏ năm 10. Qua lời của cô chia sẻ thì trách nhiệm ở người mẹ. Người mẹ nếu mà thương yêu con mình thì thương yêu luôn nàng dâu, thì nó sẽ hòa thuận, không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của cô nha. Và rất là hay, bây giờ trách nhiệm của ông chồng, trách nhiệm của con dâu có rồi, trách nhiệm của mẹ trách cũng có rồi. Trách nhiệm của cô bây giờ là trách nhiệm chạy quảng cáo. Bây giờ tới trách nhiệm của anh Cường chạy quảng cáo. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong giây lát để mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại. You could meet a spy and find romance. You could even win the tour to France. Very likely you might.